Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng quý vị và các bạn một cái video có tên là kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp. Trước tiên để nói về cái giải thích là kháng nghị của Viện Kiểm sát cung cấp, thì ví dụ như bây giờ mình đi kiện ở tòa án quận 3, thì sau khi mà bản án của Tòa án Nhân dân quận 3 tuyên thì không đồng ý với cái nội dung cũng như cái hình thức của Tòa án Nhân dân quận 3, thì Viện Kiểm sát cung cấp quận 3 đã kháng nghị, và thời hạn kháng nghị là 15 ngày. Ví dụ như bây giờ mình sẽ đi ở quận Đống Đa, Hà Nội, tuyên một cái bản án vào ngày 26 tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên thì Viện Kiểm sát Đống Đa cho rằng là không có đồng ý với cái nội dung, vì vấn đề gì đó có cái sự bất đồng trong cái quan điểm, thì Viện Kiểm sát quận Đống Đa kháng nghị. Tôi có một cái kháng nghị, quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp về việc một cái bản án của tòa án cấp sơ thẩm, và cái kháng nghị thì liên quan tới nội dung của cái đường lối xét xử. Để nói về trường hợp này thì trước tiên chúng ta sẽ đi nói về luật, sau đó thì tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn thêm về kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Thì theo quy định của điều 280 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, thì thời hạn kháng nghị theo cái số 1 nha quý vị. Thời hạn kháng nghị đối với bản án của tòa án cấp sơ thẩm của Viện Kiểm sát cung cấp là 15 ngày, của Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp là 1 tháng kể từ ngày tuyên án. Trường hợp kiểm sát viên không tham gia phiên tòa thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày Viện Kiểm sát cung cấp nhận được bản án. Nói nôm na thì như thế này quý vị và các bạn, nếu ngày hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi không đồng ý, thì đến ngày 15 tháng 1 năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân trong cái khoảng thời gian đó cũng trùng cái thời gian kháng cáo của đương sự, thì Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp sẽ kháng nghị. Còn nếu như trong trường hợp Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp, tức là Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái thời hạn sẽ kéo dài là 30 ngày, tức là tới ngày 30 tháng 1 năm 2018 thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới hết thời hạn kháng nghị. Thôi thì nói như vậy cực quá, bây giờ mình chỉ biết là như thế này. Chúng ta là nguyên đơn, chúng ta là bị đơn. Nếu trong trường hợp cái bản án của Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm, quận, huyện nói chung, cũng có thể là thành phố nếu có yếu tố nước ngoài, thì chúng ta không đồng ý, thì chúng ta là đương sự trong vụ kiện, thì chúng ta có quyền kháng cáo. Thì thời hạn kháng cáo cũng là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Còn Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp họ cũng có quyền kháng nghị cái bản án của Tòa án Nhân dân cấp quận, cấp huyện. Nếu mà Tòa án Nhân dân cấp quận, cấp huyện xử, họ kháng nghị bản án thành phố nếu tòa án cung cấp xét xử, và thời hạn là 15 ngày. Trên tay tôi là một cái kháng nghị của Viện Kiểm sát. Đây là kháng nghị của Viện Kiểm sát cấp trên, thì thời hạn kháng nghị là 30 ngày kể từ ngày xét xử. Trong cái quyết định thì kháng nghị thì Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên đã kháng nghị cái bản án của Tòa án Nhân dân cấp quận, huyện, trong đó thì kháng nghị về hai nội dung quý vị và các bạn ạ. Thứ nhất là kháng nghị
họ cho rằng là về mặt tố tụng cũng có những điểm cần mà tòa án nhân dân cấp ở phía cấp quận huyện á chưa đúng, và về nội dung thì về đường lối xét xử của và vận dụng những cái quy định của pháp luật cũng chưa thật chuẩn. Tôi sẽ nói sơ qua cái về cái mặt là gọi là nội dung. Tòa án nhân dân cấp quận huyện cho rằng là quyền thừa kế, di sản thừa kế, diện thừa kế, và họ đã chia thừa kế cho tất cả các đồng thừa kế cùng hàng, mỗi người bằng một suất thừa kế. Tuy nhiên rằng là Viện Kiểm sát thì cho rằng có những cái lý do để mà kháng nghị, cho rằng là cái việc mà chia thừa kế của tòa án cấp quận huyện là không đúng, và họ đã đưa ra những cái quan điểm về cách chia, họ đã quan điểm về thời điểm mà phát sinh hiệu lực, dẫn đến cái kết quả của cái vụ kiện nó sẽ không đồng ý với Viện Kiểm sát, với tòa án cấp dưới, dẫn đến là họ đã có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm của tòa án cấp quận huyện. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao tôi làm cái kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, tại vì nó thiết thực đến những người dân, và tôi cho rằng nếu trong trường hợp tôi là nguyên đơn, tôi không được chấp nhận cái yêu cầu khởi kiện, và trong đó tòa án đã tuyên là bác yêu cầu khởi kiện của tôi, mà tôi có được cái sự đồng quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân cấp trên, thì đó cũng là một trong những điều mà nó góp phần cho cái việc sáng tỏ được cái nội dung vụ kiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Thực ra thì cũng muốn nói nhỏ với quý vị và các bạn, thì vì sức khỏe thì cũng có hạn, một số bạn thì cũng muốn trả lời nhanh, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là chương trình Dân ta phải biết luật ta chỉ do một mình tôi làm, và sẽ cố gắng trả lời hết tất cả những cái nội dung của bạn đọc. Và nếu như trong trường hợp ai đó có ý định sẽ trả lời nhanh thì có thể bóc máy điện thoại cho luật sư, hoặc có thể đến tư vấn ở một cái văn phòng luật sư khác. Chứ nhiều khi nói một cái sự phản hồi thì nó như vậy nó sẽ làm mất đi cái nhiệt huyết trong tôi. Chị ơi, em đã gửi cho chị rồi, chị tại sao chị không trả lời em? Dạ thưa, tôi đang ở trong bệnh viện, làm sao tôi có thể trả lời được quý bạn đọc được. Cũng xin lỗi tất cả những anh chị em đều có ý định rất là mong muốn được cái sự trả lời của luật sư. Tôi cố gắng để đảm bảo cái sức khỏe, cũng như cố gắng hoàn tất cái dự định của mình là trao đi cái thông điệp Dân ta phải biết luật ta cho mọi người. Xin trân trọng cảm ơn.